Các bạn đang nghe chuyện tại kênh đọc truyện Góc Nhỏ Radio. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ. Ngã Dục Phong Thiên, tác giả Nhĩ Căng, qua giọng đọc Cao Minh Thiện. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Góc Nhỏ Radio nhé. Tập 90. Trong cái nháy mắt đó, hắn chợt xuất hiện trước người của tu sĩ Tây Mạc, có hình xăm con gấu lớn, nâng tay phải đang đeo thiền dực thủ sáo đánh xuống một quyền. Anh lên một tiếng, một quyền rơi xuống, tên tu sĩ Mạc Thổ của Đồ Đằng biến ảo thành cự hùng kia, sắc mặt đại biến. Đồ Đằng của gã đầu tiên là lung lay dữ dội, một hồi lâu sau thì lập tức sụp đổ chia năm xẻ bảy. Lúc tiếng nổ vẫn còn đang quanh quẩn, thân hình của gã trong giây lát bị lõm xuống, phun ra một ngụm máu lớn, thân hình bay ngược về đằng sau mấy trăm trượng. Đến lúc chợt vật dừng lại được, lại phun ra một ngụm máu lớn hơn nữa, thân hình mềm nhũn lại, giống như là toàn bộ tinh huyết đều đã phun ra. Gương mặt của gã trong chớp mắt này nhanh chóng già nua đi. Đến lúc bước chân đứng vững lại được thì bộ dáng từ trung niên đã biến thành một lão giả tang thương, một đầu tóc trắng và nhăn nhẻo, hai mắt vô thần. Kinh khủng nhất là ba đồ đằng ở trên người của gã lại ở trong cái tích tắc này trực tiếp có một cái ảm đạm rồi dần dần tiêu tán. Mà trên tay phải của Mạnh Hạo lúc này lại bất ngờ xuất hiện một hư ảnh cự hùng đã bị thu nhỏ lại rất là nhiều lần, giống như đang quấn quanh tay phải của hắn. Một màn này trong nháy mắt đã khiến cho tất cả mọi người đều rung động. Nhưng còn chưa có hết, hơi thở tiếp theo thì Mạnh Hạo bước ra một bước nữa, liên tục đánh ra ba quyền. Quyền thứ nhất, tên tu sĩ Mạc Thổ của Đồ Đằng là cự tượng phun ra máu tươi, toàn thân như muốn nổ tung, trực tiếp lùi ra khỏi trăm trượng, thân thể trở nên già yếu, sinh cơ giảm bớt. Đồ Đằng lại biến mất một cái, mở bên ngoài tay phải của Mạnh Hạo, cự tượng và cự hùng vần quanh hóa thành quyền thứ hai, đánh lên trên ngực của một tu sĩ mặt nạ xanh. Âm thanh ken két trong nháy mắt đã truyền ra. Tên tu sĩ mặt xanh này kêu thảm lên một tiếng, mặt nạ ở trên mặt đã vỡ nát, phun ra máu tươi, thối lui về phía sau trăm trượng, thân hình nháy mắt đã già nua, tu vi như muốn sụp đổ. Quyền thứ ba rơi xuống người của tên tu sĩ mặt xanh cuối cùng. Người này có tu vi yếu hơn một chút, chỉ vừa mới bước vào kết đan trung kỳ mà thôi. Kết đan ở trong cơ thể vẫn còn chưa ổn định. Một quyền của Mạnh Hạo đi qua, sau khi thân hình của gã lùi lại 70 trượng, thì gã chỉ thấy có một cổ lực lượng khủng bố đang chạy ở trong người, làm cho da đầu của gã rung lên, phá hủy tất cả, thậm chí còn làm cho kết đan của gã vỡ nát. Thân thể của gã trực tiếp sụp đổ nổ tung, huyết nhục mơ hồ. Tất cả diễn ra rất nhanh, chỉ xảy ra trong nháy mắt. Trong nháy mắt tiếp theo, Mạnh Hạo đã xuất hiện ở trước mặt của La Trùng, tay phải nâng lên nắm lấy cổ của La Trùng giơ lên cao. La Trùng mang theo mặt nạ màu vàng, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ mãnh liệt, thân hình gã run rẩy, hơi thở tắc nghẽn, nhưng cũng không dám dãy dụa. Gã cảm nhận được ý muốn giết người mãnh liệt từ người không nhìn rõ cái gương mặt này. Sát cơ này đậm đến nỗi khiến cho gã tâm thần chấn động. Yêu chủ đại nhân, nghe ta nói một lời. Sắc mặt của Đóa Lan tái nhợt, ngay trong lúc Mạnh Hạo sát khí ngập trời, nàng lập tức gấp gáp mở miệng. Ta không có ác ý, lúc trước là chỉ hiểu lầm thôi. Kính xin yêu chủ đại nhân tha thứ cho sự lỗ mãng của chúng ta. Không biết nơi đây là khu vực của ngài, kính xin yêu chủ đại nhân hạ thủ lưu tình. Chúng ta nguyện trả một cái giá lớn về hành vi lúc trước. Sắc mặt của Đóa Lan tái nhợt, nhìn về phía Mạnh Hạo. Nghe yêu chủ đại nhân, việc này là hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm. La Trùng vội vàng mở miệng. Cái loại cảm giác đạp nửa bước vào trong tử vong này, lúc gã ở Nam Vực đối mặt với Phương Mộc đã từng cảm thụ qua một lần, khiến cho gã dù đã trở về cũng đều gặp ác mộng. Giờ phút này là lần thứ hai, thậm chí lần này cảm giác còn mãnh liệt hơn cả lần thứ nhất, khiến cho tất cả cao ngạo của gã đều lập tức tan rã. Là hiểu lầm.
Dung Minh Hạo khàn khàn, tay trái thò vào trong ngực, lấy ra một viên đan dược, trực tiếp ném vào trong miệng của La Trùng. Lại bắn ra một viên đan dược nữa, phiêu phù ở trước mặt của Đóa Lan. Nuốt viên đan dược này vào, việc này có thể coi như là hiểu lầm. Minh Hạo hờ hững mở miệng, ánh mắt La Trùng co rút lại. Gã không biết đan dược kia là cái gì, nhưng có thể tưởng tượng được ra dược hiệu. Tuy nhiên, đáy lòng của gã không phải là không có cách. Theo gã, chỉ cần về tới trong cung, tự nhiên sẽ có cách tìm người cởi bỏ. Sắc mặt của Đóa Lan biến đổi, do dự một chút. Nàng có thể sẽ không để ý tới sinh tử của mình, nhưng lúc này mình không nuốt viên đan dược này thì sợ rằng mạo phạm ngày hôm nay sẽ không có khả năng hóa giải. Đóa Lan cắn răng, bắt lấy viên đan dược ném mạnh vào trong miệng, sau đó nhìn về phía của Minh Hạo. Minh Hạo buông lỏng tay phải, hất tay áo, không hề để ý tới mấy người này, quay người đi về phía dưới ngọn núi. Cút khỏi nơi đây, bước vào phạm vi ngàn dặm, độc phát thân dông. Yêu đan do lão phù luyện chế, tu sĩ trong thiên hạ không có người nào có thể giải được. Minh Hạo dứt khoát giả trang thành một bộ dáng cao thâm, đi vào trong động phủ. Sắc mặt của bọn người La Trùng, Đóa Lan biến hóa, chần chừ lùi lại phía sau, nháy mắt đi xa, chờ cho đến khi bay ra hơn 200 dặm mới chậm rãi ngừng lại, nhìn về hướng động phủ của Minh Hạo. Chết tiệt, chờ ta về tới trong cung sẽ lập tức phái người tới đây diệt xác ngươi. Sắc mặt của La Trùng nhìn thì khó coi, oán hận mở miệng. Việc này để lão phu làm cho, ta muốn xem người này đến cùng có ba đầu sáu tay gì. Lão phu, người nói là tên tu sĩ mặt nạ xanh già nua kia. Gã nghiến răng nghiến lợi, nhưng vừa nói đến đây thì ở bốn phía hư không bỗng có một âm thanh như có như không truyền đến. Phong. Trong nháy mắt khi một chữ này truyền ra, toàn thân tu sĩ mặt nạ xanh này chấn động mạnh một cái. Bọn người hoảng sợ nhìn thấy từ trong thất khiếu của tên tu sĩ mặt nạ xanh này có từng luồng hắc khí tràn ra. Thân thể gã lại khuếch tán ra lượng lớn khí đen. Nhất là trên đỉnh đầu của lão giả này lại bất ngờ xuất hiện một thân ảnh mơ hồ. Đó chính là yêu thân do phong chính thuật của Minh Hạo biến thành. Hô hấp của Đóa Lan dồn dập, mắt phượng co rút lại. Ở mặt thổ nàng đã từng gặp vài người được gọi là yêu chủ, nhưng chưa gặp ai quỷ dị như thế này. Nó như là quá thanh đồ đăng. Đóa Lan bỗng nhiên cực kỳ động tâm. Trong trầm mặc, bốn người bọn họ nhanh chóng rời đi, thẳng đến xa xa. Ngoài động phủ, khi đám người Đóa Lan rời đi, hơn 100 tu sĩ ở nơi đây đều lộ ra cuồng nhiệt. Tu hành vốn là gian nan, tu sĩ lại càng sùng bái cường giả. Sự cường đại của Minh Hạo lúc trước đã trực tiếp làm rung chuyển tâm thần của những tu sĩ ở nơi đây. Thấy cái rõ chưa? Đây là tiền pháp do ngũ gia truyền thụ. Sau này các người hãy chuyên tâm tu hành, luyện tập theo như lời nói của ta, không bao lâu nữa cũng sẽ lợi hại như vậy á. Anh Vũ lập tức bay lên mở miệng. Ở trong động phủ, Minh Hạo cúi đầu nhìn tay phải của mình, ánh mắt lộ ra âm u. Lực lượng của cái chỉ tay này phối hợp với tu vi của ta, cộng thêm có chút yêu khí phụ trợ, có thể tùy ý diệt sát một kết đan trung kỳ. Tuy nhiên, nếu gặp kết đan hậu kỳ thì chỉ có thể đeo lên cái mặt nạ quyết tiên thôi. Nhưng dù luận là thế nào, kết đan sơ kỳ đỉnh phong như ta đây, ở trong cảnh giới kết đan đã ít có địch thủ rồi. Một khi ta đến hoàng mỹ kim đan thì tu vi cũng bước vào kết đan trung kỳ. Như vậy thì trong cái cảnh giới kết đan, tu sĩ có thể làm được như ta chỉ có Phượng Mao Lân Giác mà thôi. Trong mắt của Minh Hạo lộ ra một tia tự tin. Đối với hắn, trúc cơ hay kết đan cùng cảnh giới so với chiến lực của bản thân thì đều có sự chênh lệch rất lớn. Chỉ tìm kiếm miếng dược thảo cuối cùng cũng không có khó, nhưng cái thiên kiếp phía sau hoàng mỹ kim đan kia mới là cái vấn đề lớn à. Minh Hạo nhíu mày, đây mới là chỗ băn khoăn trong lòng hắn.
Năm đó chút cơ mà thiên kiếp đã cực kỳ khủng bố. Nếu không có huyết tiên truyền thừa chống cự giúp, thì Mạnh Hạo đã không có khả năng hoàn mỹ chút cơ. Trong lúc trầm ngâm, bỗng nhiên hai mắt của Mạnh Hạo chợt lóe lên, linh thức tản ra truyền đi một đạo ý niệm. Một lát sau đó, thanh âm đập đập truyền tới. Anh Vũ mang theo vẻ không kiên nhẫn đã quay trở lại. Người muốn làm cái gì vậy? Không biết là Ngũ gia ta đang huấn luyện những tu sĩ kia sao? Không biết thời gian của Ngũ gia ta quý giá cỡ nào sao hắn? Anh Vũ trừng mắt nhìn Mạnh Hạo. Độ thiên kiếp là như thế nào vậy? Mạnh Hạo trực tiếp hỏi. Thiên kiếp? Anh Vũ sững sờ, bay vòng quanh Mạnh Hạo một vòng, giống như đang nhìn tất cả mọi vị trí trên thân thể của hắn mấy lần, xì xì vài tiếng, lắc đầu. Ai cũng không đổ được, người nhất định phải chết. Xem ra Ngũ gia lão nhân gia gia ta, thượng cổ tiền điểu ta sẽ đổi chủ rồi. Anh Vũ cảm khái nói một câu. Lúc đó quay người muốn bay đi thì Mạnh Hạo lại hờ hững nói ra một câu. Ngay cả cái việc độ kiếp như thế nào cũng không biết, vậy mà còn tự xưng là thượng cổ tiên điểu, không gì là không biết. Mạnh Hạo vẻ mặt lộ ra một vòng mỉa mai. Cái thần sắc mỉa mai này rơi vào trong mắt của anh Vũ, lập tức khiến cho nó có chút tạp mau toàn thân, nó dựng đứng lên, mãnh liệt nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo. Ta không biết, người dám nói là ta không biết, ta không có bị lừa đâu. Anh Vũ hô hấp dồn dập, lúc nó đang muốn nói ra thì lập tức thay đổi lời nói, cúi đầu là một bộ dáng phong khinh vân đạm, mổ lông của mình. Ta thấy ngươi chỉ là một con anh vũ tạp mau mà thôi. Mạnh Hạo hờ hững nói ra, vẻ mỉa mai càng thêm rõ ràng, dứt khoát nhắm nghiền hai mắt lại, lộ ra vẻ khinh thường, không thèm nói chuyện. Anh Vũ lập tức nổi giận, hung hăng mổ xuống lông của chính mình, rống to lên. Ai nói là ta không biết, thiện kiếp đó là thứ mà người bình thường có thể đổ sao chứ? Ta biết rõ một số loại phương pháp có thể áp trì, áp chế cái loại thiên kiếp hàng lâm này. Đây là tiền thuật á. Không, ta không biết. Thì ra là ngươi không biết. Mạnh Hạo bay bổng nói. Thiên kiếp là cái rắm á. Lão tử năm đó một hơi là có thể đổ được rồi. Kể cả bây giờ đấu với thiên kiếp, ta cũng có một dạng là hơn 100 dạng phương pháp. Ta cho người biết một loại trong đó nè, đó là gốc bắc diệt thì lá không khô, mà lá không khô thì gốc bắc diệt tử mẫu kỳ vật. Như vậy chỉ cần người có thể giữ vững vị trí gốc, dùng lá để đối kháng với thiền kiếp là có thể độ kiếp được rồi. Tuy nhiên loại kỳ vật này đã ít lại càng thêm ít, các loại đồng dạng cũng quá ít đi, gần như là đã diệt sạch rồi. Cần phải có đại cơ duyên, đại tạo quá thì mới gặp được. Mà ta nhìn tướng mạo của người đoán chừng là đen rồi. Ngươi không phải cái loại người như vậy đâu. Ngươi nhất định phải chết. Anh Vũ tức giận quát. Mạnh Hạo nghe đến đó, bỗng nhiên hai mắt chợt lóe lên, cẩn thận xem xét lời nói của anh Vũ, cảm thấy nó rất là có đạo lý. Đồng thời trong đầu của hắn cũng nhớ tới một loại kỳ vật của mạc thổ, hoàn toàn cùng loại như theo lời nói của anh Vũ. Rễ thì không chết thì lá không héo, mà lá không héo thì rễ không chết. Ánh mắt của Mạnh Hạo thoáng hiện vẻ trầm ngâm. Loại kỳ vật có mối liên hệ tương quan lẫn nhau như mẹ con này cực kỳ hiếm thấy ở trong thiên địa. Lúc này trong đầu của Mạnh Hạo lại hiện lên một câu nói khác mà hắn đã từng nghe. Tầm không chết thì tơ không đứt, mà tơ không đứt thì tầm nó không chết. Những lời này cho thấy nếu dùng lá cây của Tất La Lôi Tan Đình nuôi Tuyết Hàn Tầm thì nó sẽ có tỷ lệ nhất định lột xác thành kỳ trùng vô một tầm. Ngoài tầm ra thì còn có phương pháp khác, nhưng hiện giờ chưa có dùng được.
Mắt Mạnh Hạo nhấp nháy kỳ quan. Hắn nghĩ tới huyết thân của mình. Loại huyết thân này tuy nói không phải là bản tôn bất diệt thì bọn hắn bất tử, nhưng bởi vì hạch tâm của bọn hắn chính là da của bị đóng, cho nên nếu cái da kia không vỡ thì dù cho bọn hắn có bị phá hủy thì cũng sẽ được tái sinh. Nếu nói là vô hạn thì có hơi khoa trương, nhưng nếu muốn bọn hắn thực sự tử vong thì cũng tuyệt không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ là có điều tu vi của huyết thân còn kém bản tôn tương đối nhiều. Mặc dù rất khó có thể bị phá hủy, nhưng đối mặt với thiên kiếp, Mạnh Hạo không cần thử cũng đã biết là thất bại rồi. Trừ khi ta luyện quá quyết mạch đời thứ 9, dùng bản thân cưỡng ép nghịch chuyển thêm một đời vượt qua đời thứ 9 mà đúc thành quyết thân, mới có thể khiến cho bản thân ta bất tử thì linh bất diệt. Khi Mạnh Hạo còn đang trầm tư, anh Vũ bên cạnh đã khôi phục vẻ khinh thường, liếc hắn với vẻ mặt ngạo nghễ rồi mở miệng. Đừng suy nghĩ nữa làm gì, loại kỳ vật thế này chỉ có người có được đại cơ duyên, đại khí vận, đại tạo quá thì mới có được. Vì như năm đó ngũ gia ta có một cái ngó sen, cũng chỉ có những kẻ như ta mới có được mà thôi á. Mạnh Hạo không để ý đến anh Vũ nữa, trầm tư một lúc, suy nghĩ trong đầu lại chợt lóe lên. Nhờ những lý giải của anh Vũ đối với loại kỳ vật này như gợi mở trí nhớ và suy ngẫm cho hắn. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn toan tính làm thế nào để độ kiếp. Dù sao thì ở đây không có truyền thừa huyết tiên, Mạnh Hạo cũng chỉ có thể tự mình đối mặt với thử thách. Giờ hắn suy nghĩ quá lâu, nên ngay khi lời nói của anh Vũ vừa phát ra, như là thắp sáng cho suy nghĩ của Mạnh Hạo, đủ loại suy đoán đều dồn về một hướng. Loại kỳ vật như thế này ta chỉ có thể dùng một cách thôi, đó là mượn nhờ yêu khí trong thiên địa ngưng tụ ra hư ảo của quá thân. Hôm nay loại quá thân này cũng có thể ẩn chứa ý thức của ta đi giết người, như vậy dùng để đối kháng lôi kiếp. Đáng tiếc quá thân này vẫn là quá yếu đi, nhưng đây cũng là một cách đó. Hai mắt của Mạnh Hạo càng sáng ngời thêm. Hắn chợt phát hiện ra hắn vậy mà có tới 3 loại kỳ vật như thế. Hơn nữa ta còn có bị đóng mà. Hai mắt của Mạnh Hạo không kìm được mà nhấp nháy. Bị đóng là thủ đoạn cuối cùng để hắn độ kiếp, có liên quan đến việc thôn phệ lôi điện, nên hắn sớm làm ra chủ ý. Mà thôi. Anh Vũ nhe mắt nhìn Mạnh Hạo, vẻ mặt như chính nó không biết gì, thở dài. Xem ra phương pháp gì rồi, có chút khó khăn rồi. Đoán chừng cả gầm trời này cũng chỉ có ngũ gia ta mới có thể làm được. Với kẻ khác thì chỉ có thể là giấc mơ mà thôi. Chi thức của ngũ gia ta quyền bác, ta là thượng cổ tiền điểu, không gì là không biết. Để ta nói cho người biết một phương pháp đơn giản hơn. Phương pháp này không khó, cực kỳ đơn giản, nhưng phải là người có tạo quá cùng cơ duyên mới có được á. Đó là người chỉ cần có một cái lôi hồn bên người. Đã có lôi hồn thì việc đổ quá sẽ trở nên rất là nhẹ nhàng. Nhưng lôi hồn này cần người tự mình bồi dưỡng à. Đầu tiên người phải là tu sĩ có tu vi thần hồn cao thâm. Sau đó người chậm rãi dùng lôi điện cải biến hồn thể, tăng dần lôi điện, cứ tiếp tục như thế. Nếu thần hồn này bất diệt, có thể tạm đủ tiêu chuẩn để sử dụng à. Anh Vũ thổi ra một hơi, thân thể nhón lên một cái, bay ra khỏi động phủ, đến ngoại giới. Tiếp tục truyền thụ cho những tu sĩ kia cái được gọi là tiên thuật. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong động phủ, trong đầu vang lên lời nói của anh Vũ có liên quan đến lôi hồn. Thần sắc của hắn dần dần có chút cổ quái. Sau nửa ngày, hắn cúi đầu xuống vỗ lên túi trữ vật. Mặt nạ màu máu xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Linh thức của hắn lập tức dung nhập vào bên trong và thấy được lão tổ Lý gia mà bị đóng đã quên khuấy đi kể từ lúc anh Vũ xuất hiện. Giờ đây Lý gia lão tổ còn có dáng vẻ uể oải nhưng lại đang run rẩy. Vừa thấy Mạnh Hạo xuất hiện, lập tức thân thể hơi run,
Hiển nhiên lão sợ hãi bị đóng vô cùng. Mạnh Hào nhìn cái Lý Gia lão tổ một lượt, ánh mắt chợt quét tới quét lui hồn thể, hai mắt càng ngày càng sáng. Kiểu ánh sáng sáng ngời như thế này lại khiến cho Lý Gia lão tổ chợt rung lên cầm cập. Ngươi muốn cái gì hả? Lý Gia lão tổ vội vàng mở miệng với vẻ cảnh giác. Lão có dự cảm chẳng lành, dường như sẽ có chuyện bi thảm phát sinh trên hồn thể đáng thương của mình. Giờ đây lão đã sớm không còn cái vẻ cao ngạo khi xưa, bị đóng tra tấn, lão muốn chết cũng không được. Mạnh Hạo không nói gì, lại liếc nhìn lão gia Lý Gia lão tổ. Bỗng linh thức khẽ động, trong giấy mắt mặt nạ huyết sắc xuất hiện một đạo thiểm điện, nổ vang lên rồi lao thẳng về phía của Lý Gia lão tổ, lập tức đánh xuống, kích lên hồn thể của lão. Khốn kiếp, ngươi muốn làm gì? Toàn thân của lão gia Lý Gia lão tổ rung lên, hồn thể suýt tan rã. Mạnh Hạo khẽ gật đầu, tiếp tục thả ra linh thức một lần nữa, là một đạo thiểm điện ầm ầm đánh xuống. Tiếng kêu thảm thiết của Lý Gia lão tổ truyền ra liên tiếp. Hắn cứ làm như vậy khoảng một canh giờ, thấy hồn thể của Lý Gia lão tổ đã trở nên mờ ảo, lúc này mới rời đi. Cái kẻ điên, ngươi là một kẻ điên, còn tên bị đóng kia nữa, đúng là một ác mộng. Rồi một ngày nào đó ta sẽ báo thù. Lý Gia lão tổ nghiến răng nghiến lợi nói ra, nhưng rồi nói xong lại cảm thấy bản thân mình quá mức đáng thương, không khỏi thở dài. Trong động phủ, Mạnh Hạo mở mắt ra. Tu vi của Lý Gia lão tổ cũng không tầm thường, rất phù hợp với điều kiện của lôi hồn. Vậy việc tiếp theo là dùng tất cả mọi phương pháp để lão ta dần dần thích ứng với lôi điện, còn lại vô một tầm. Nhưng trước hết ta cần phải ra ngoài một chuyến mới được, để kiếm được thảo dược cuối cùng để luyện tuyệt phẩm kim đan. Sau khi Mạnh Hạo hạ quyết tâm, linh thức tản ra ngoài, nháy mắt đã tìm thấy Hoàng Đại Tiên, đem hình dáng gốc thảo dược mình cần khắc ở trong đầu Hoàng Đại Tiên. Hoàng Đại Tiên đang nhìn anh Vũ bay vòng vòng trên đầu, phía dưới là đám người đang chạy cực lực. Gã đang đắc ý nhìn xem một đám người đang nhìn anh Vũ bay lượn, bỗng thân thể rung lên, trong đầu hiện lên giọng nói của Mạnh Hạo. Nửa tháng sau, dưới sự tìm kiếm của hơn 100 người, gốc thảo dược được Mạnh Hạo cần đã có manh mối. Khi Ngọc Giản ghi tin tức đến đây, hắn đứng lên trong động phủ. Đông Lạc Thành, một trong liên minh của chính thành. Ánh mắt của Mạnh Hạo rời khỏi Ngọc Giản, trong đó còn có bộ địa đồ Mạc Thổ. Đông Lạc Thành cách đây cũng không quá xa. Từ lâu, Mạnh Hạo cũng từ hơn 100 người kia biết được thực lực của Mạc Thổ. Ngoài Mạc Thổ Cung, Cửu Minh, toàn bộ Mạc Thổ đều là tán tu. Những tán tu kia tập hợp thành các thế lực nhỏ, có mạnh, có yếu, nhưng lại phân tán. Trong đó, Cửu Minh là thế lực được hình thành từ 9 gia tộc tu sĩ mạnh nhất của Mạc Thổ liên hợp lại để cùng đối kháng với Mạc Thổ Cung. Mạnh Hạo cần Linh Lan Diệp cũng không phải là một loại hiếm. Tuy không hiếm, nhưng cũng không có thể tìm trong phạm vi thế lực của tán tu, mà chỉ có thể tìm ở Cửu Thành. Có tin đồn rằng Đông Lạc Thành chuẩn bị tổ chức đấu giá hội, sẽ có không ít bảo dược được mang bán ra, thậm chí còn có đan dược. Về phần thảo dược, do Linh Lan Diệp không nên ăn sống để luyện hóa, lại có tác dụng chữa thương, nên cũng được mang để bán ra. Mạnh Hạo hất tay áo lên. Sau một năm, hắn ra khỏi động phủ, cả người hóa thành một đạo trường hồng, bay đi giống như buông lôi gào thét. Từ khi hắn ăn hỗn nguyên bổ thiên đan, tóc đã khôi phục màu đen, một thân áo bào xanh, khuôn mặt tuấn lãng, đôi mắt thầm thúy, nhất là ở mi tâm có một cái ấn ký giống như lân mà không phải lân, giống vũ mà cũng không phải vũ, nhìn qua đã thấy không tầm thường. Mạnh Hạo ra ngoài, tất nhiên bị đóng cùng anh Vũ cũng đi chung. Giữa không trung, Mạnh Hạo hóa thành một đạo trường hồng bay đi.
bị Đống và anh Vũ cãi lộn mấy ngày, thậm chí còn đánh đập tàn nhẫn. Cuối cùng anh Vũ ra đòn sát chiêu một chàng người có muốn biết hay không, khiến cho bị Đống dù không cam lòng nhưng cũng phải biến thành các chuông lục lạc buộc ở dưới chân của anh Vũ. Mà anh Vũ này thì đứng ở trên vai của Mạnh Hạo. Khi Mạnh Hạo tiến về phía trước, trên mặt nó giữa thiên địa mang một cái vẻ ngạo nghễ của thượng cổ tiên điểu duy ngã độc tôn khắp thương khung. Cả cái đại địa là một mảnh đen kịt, có một số thực vật sinh trưởng từ trong lớp bùn đen. Nhìn một lúc lâu không khỏi có cảm giác nặng nề. Mạnh Hạo đi thẳng một đường không có dừng lại, dựa theo địa đồ bay về phía Đông Lạc Thành. Mấy ngày sau, cuối cùng một tòa thành màu xanh đã xuất hiện trong tầm mắt của Mạnh Hạo. Lúc này đã là hoàng hôn. Tòa thành này cũng không lớn, không phải là vuông mà là sát cạnh như hình một chiếc lá rơi trên mặt đất màu đen. Tường thành bốn phía được tạo thành từ một ít thực vật. Tòa thành màu xanh biếc khiến cho nó trông rất là bắt mắt giữa đại địa màu đen. Trong thành cũng không có thiếu đại thụ. Mỗi một cái đại thụ đều tỏ ra rất là nhiều cành, đan lại với nhau tạo thành một cái bình đài, khiến tòa thành trông như có hai tầng, một tầng trệt, một tầng giữa không trung, thậm chí còn có một cái tầng thứ ba. Nội thành là ở chính giữa một cái cây đại thụ. Loại thành kỳ dị của tu sĩ này khiến cho hai mắt của Mạnh Hạo tỏa sáng. Ngoại trừ thành được tạo bởi 7-8 phiến đá cực lớn, đàn của tu sĩ ra vào thì nội thành cũng không thiếu tu sĩ. Ở giữa không trung còn có một con phượng hoàng lớn khoảng vài chục trượng, toàn thân là lông lá đỏ thẫm, đang nằm sấp ở trên tán cây của nội thành. Thoạt nhìn thì xinh đẹp vô cùng, nhưng nhìn kỹ lại thì đó cũng không phải là phượng hoàng, chỉ vẻ bề ngoài hơi giống là một con khổng tước. Nó khi nhìn ngẩng đầu lên nhìn về phía thành trì với vẻ cao ngạo, dù không lộ ra tu vi nhưng Mạnh Hạo nhìn từ xa lại, hai mắt vẫn không khỏi co lại, cảm nhận được khí tức của khổng tước có thể uy hiếp bản thân. Khổng tước giống như không có gì đáng để vào trong tầm mắt của nó, ánh mắt quét ngang, thần sắc ngạo nghễ mang theo vẻ khinh miệt. Còn em các ngươi dám bày ra cái bộ dáng này trước mặt của Ngũ gia ta hả? Lúc này anh Vũ ở trên vai của Mạnh Hạo mới nói thầm một câu. Mạnh Hạo đã từng đọc được Ngọc Giản giới thiệu về con xích sắc khổng tước này, là thánh thú của các gia tộc Đông Lạc Thành. Một số ngoại nhân không biết đến điều này, ngẫu nhiên bay qua thành, nhưng ai chứng kiến đều công nhận vẻ đẹp tuyệt mỹ của nó. Khi sắp tới gần cửa thành thì Mạnh Hạo từ phía xa nhìn khổng tước xinh đẹp kia đang muốn vào trong thành, thì trong một khoảnh khắc hắn nhìn thấy tiếng thở ồ ồ của anh Vũ. Ồ, lại gần xem một chút kìa, rõ ràng còn đang làm dáng kìa, giống như là xích sắc khổng tước, chưa từng làm thử cái này á. Mạnh Hạo còn chưa kịp hiểu ra cái hàm nghĩa của mấy câu này, loáng một cái anh Vũ đã biến mất. Hắn nhìn không thấy trong không trung một cái gợn sóng, một đạo quang mang lăng không đã xuất hiện hướng thẳng về phía của khổng tước. Chuyện này xảy ra quá là đột ngột, khiến cho Mạnh Hạo giật mình đứng yên tại chỗ. Hắn chỉ nhìn thấy một đạo tạp quang bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung với tốc độ cực nhanh, như một đạo lưu tinh bay thẳng đến chỗ của con xích sắc khổng tước xinh đẹp ưu nhã mà cao ngạo kia. Ở bên trong tạp quang đúng là con anh Vũ, thân thể của nó thẳng tắp ngửa đầu lên, khiến cho đôi mắt bình thường hiền hòa chuyển sang dữ tợn, thân thể cũng co rút lại cùng một chỗ giống như một cái mũi tên. Không biết có phải là ảo giác hay không mà Mạnh Hạo nhìn thấy trong mắt của nó như có một chút kích động, hưng phấn, mơ hồ còn có chấp nhất cùng với dâm đảng. Với tốc độ cực nhanh này, chỉ một giây trước còn ở phía xa mà ở giây tiếp theo anh Vũ đã xuất hiện ở ngay bên cạnh con xích sắc khổng tước. Lông toàn thân của con xích sắc khổng tước này dựng đứng lên một cách mãnh liệt, cái đầu xinh đẹp lập tức quay sang, trong nháy mắt lộ ra một cổ uy hiếp không thể nào xâm phạm của phượng hoàng. Bỗng nhiên Mạnh Hạo mở to mắt, trong óc vù vù lên một tiếng,
hắn có dự cảm không tốt. Thế anh Vũ hóa thành tạp quan, lập tức phóng thẳng vào trong mông của xích sắt khổng tước. Con khổng tước kêu lên một tiếng á hự. Trong chớp mắt, một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết từ trong miệng của con xích sắt khổng tước truyền ra. Thanh âm này mang thêm một sự thê thảm, giống như toàn thân bị bao phủ bởi một sự đau đớn khó có thể hình dung. Lông toàn thân của con xích sắt khổng tước này đã dựng thẳng lên, ánh mắt của nó chợt vặn vẹo lại. Đã không còn sự cao nhã thường ngày nữa, chỉ còn cái sự thống khổ mà thôi. Thân thể của nó mãnh liệt run rẩy, thanh âm thê thảm truyền khắp toàn bộ Đông Lạc Thành, khiến cho phần lớn tu sĩ của Mạc Thổ trong nội thành cùng nhau kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía của khổng tước. Từ trước tới giờ, khổng tước đều là ưu nhã cao ngạo, nhưng giờ cái phút này đây, bọn họ nhìn thấy khổng tước thân thể run rẩy, miệng không ngừng phát ra thanh âm thê lương, thân thể bay lên càng lúc càng cao. Đôi cánh của nó vặn vẹo giữa không trung như muốn đem vật thể nào đó trên người vứt ra bên ngoài. Nhưng mọi việc làm của nó đều vô ích. Khổng tước kêu lên thảm thiết, con mắt đỏ ngầu, toàn thân trong nháy mắt đã xuất hiện biển lửa ngập trời. Trong cái biển lửa này, tiếng kêu thảm thiết càng thêm thê lương, toàn thân lông vũ nổ tung. Khổng tước giờ đây như lâm vào sự điên cuồng. Nguyên một đám tu sĩ ở trong thành trì trợn mắt há hốc mồm, không biết khổng tước đã xảy ra cái chuyện gì. Lúc này ở bên trong thành có rất nhiều tu sĩ của Đông gia bay ra, mang theo vẻ lo lắng, thẳng tới chỗ của khổng tước. Trong đám người này có một cô gái trẻ tuổi. Cô gái này ăn mặc một thân váy dài màu xanh lá, dung nhan xinh đẹp động lòng người. Giờ phút này mắt phượng đang lo lắng, vẻ mặt không biết làm sao mang theo một nỗi đau lòng, muốn đi đến gần khổng tước. Khổng tước, ngươi làm sao vậy? Giọng nói của nàng rất là im tai, như chim sơn ca. Là Đông Lạc gia, Đông Lạc Linh tiên tử. Chính là Đông Lạc Linh, nghe nói là ở trong nữ tu của các gia tộc tại Mạc Thổ, dung mạo của nàng đủ để liệt vào hạng ba. Phàm là tu sĩ ở trong nội thành nhìn thấy cảnh tượng này đều thấp giọng đàm luận. Mạnh Hạo đã sớm cúi đầu, nhanh chóng đi vào trong thành. Giờ phút này da đầu của hắn run lên, trốn trong đám người, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn xem ngọn lửa ở giữa không trung. Hắn nghe thấy tiếng kêu thê lương thảm thiết của khổng tước. Cái con anh Vũ này chết tiệt. Mạnh Hạo cắn răng, trong lòng nổi lên một cảm giác vô lực. Hắn sớm nên nghĩ đến cái sở thích kỳ dị của đối phương. Lúc trước khi còn ở trong gương đồng, không có cách nào đi ra, còn cần Mạnh Hạo chủ động lấy ra mới kích động được khi gặp thú qua long. Nhưng hôm nay anh Vũ có thể tự do thoát khỏi gương đồng, thế được long vũ của khổng tước xinh đẹp như vậy, há có thể nhịn được sao? Ngàn dặn lận được làm cho mọi người biết đó là do ta mang đến đó. Mạnh Hạo câu mày. Đúng lúc này, bỗng nhiên trên bầu trời, tiếng kêu thê lương của khổng tước thảm thiết truyền ra thêm một lần nữa. Lúc này đây, mọi người đã nhìn thấy rõ ràng, ở đằng sau mông của khổng tước có một đạo tạp quan cấp tốc bay ra. Không đợi mọi người nhìn thấy rõ vật ở bên trong, đạo tạp quan này giống như lại tích lũy thêm được một ít khí lực, tiếp tục gào thét thẳng đến khổng tước. Vô luận khổng tước né tránh như thế nào cũng không thể kịp né tránh cái tạp quan kia xâm lấn. Một màn này rơi vào trong mắt của mọi người, khiến cho tất cả lập tức trợn mắt há hốc mồm. Không gian trở thành một mảnh tĩnh mịch. Bọn hắn giờ đây đã minh bạch tại sao xích sắt khổng tước ưu nhã lại phát ra tiếng kêu thê thảm như vậy. Cái này, đây là cái thể loại gì vậy chứ? Cư nhiên vô sĩ như vậy á, thật không thể hình dung nổi á. Cái tạp quan này là chui vào trời ạ. Còn có cái loại pháp bảo này hay sao chứ? Đây là cái pháp bảo gì? Quả độc, quả sắc bén rồi. Mọi người bốn phía lập tức ồn ào, lộ ra vẻ mặt không cách nào tin được, càng có hoảng sợ. Trong đám người, Mạnh Hạo nghiến răng nghiến lợi,
cảm giác mặt mình đỏ rần. Giờ phút này hắn sợ bị người ta biết rõ tạp quan kia là theo mình mà đến. Tu sĩ của Đông Lạc Gia ở trên không trung muốn đi chợ giúp Khổng Tước, trong đó có Đông Lạc Linh đang mang vẻ mặt lo lắng. Nhưng sau khi bọn hắn thấy được tạp mau kia, cả đám lại toàn bộ ngây ngốc tại chỗ. Xích Sắc Khổng Tước kêu lên, ánh mắt lộ ra ủy khuất, càng có thống khổ, trực tiếp hướng đầu xuống đất, chổng mông lên trời. Toàn thân nó run rẩy. Giờ phút này, tu sĩ gia tộc của Đông Lạc Thành mới kịp phản ứng, nguyên một đám nổi giận phóng đi. Sau khi tới gần Khổng Tước thì hoàn toàn không nghe cũng chẳng thấy gì. Đạo thần bí tạp quan kia sớm đã biến mất, chỉ còn lại Khổng Tước nằm sấp trên mặt đất mệt mỏi hấp hối. Những tu sĩ Đông Lạc gia tộc này nguyên một đám sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt của Đông Lạc Linh càng là phóng hỏa. Ngay sau đó, cả thành trì lập tức được lệnh phong tỏa cùng giới nghiêm. Đại lượng tu sĩ của các gia tộc Đông Lạc Thành xông ra rất là hổ báo, mang theo sát cơ cùng phẫn nộ, bắt đầu tìm kiếm đạo tạp quan kia. Có thể tưởng tượng được, nếu như bọn hắn tìm được tạp quan thần bí kia, tất nhiên sẽ dùng thủ đoạn hung ác nhất cùng cực nhất để trừng phạt. Còn Xích Sắc Khổng Tước lập tức được mọi người dùng tốc độ nhanh nhất mang đi chữa thương. Sắc mặt của Minh Hạo hiện tại cực kỳ khó coi, hắn theo đám người tản ra, còn anh Vũ đi đâu thì hắn không biết. Giờ phút này hắn cũng không có tâm tình để ý tới, hắn sợ lỡ bây giờ tự nhiên anh Vũ đột ngột xuất hiện ở trên vai của mình. Nếu như vậy, Minh Hạo nhất định phải chạy mất dép để rời khỏi nơi đây. Hắn đột nhiên cảm giác được bì đóng vẫn còn nhu thuận nhiều lắm. Đông Lạc Thành, theo màn đêm buông xuống, một màn này bị tu sĩ nơi đây không ngừng truyền ra. Dần dần nội thành đã không người nào là không biết đến chuyện này. Nhất là lúc đêm khuya, tu sĩ Đông Lạc gia tộc gào thét mà qua ngay ở bên trong thành trì. Nếu không làm rõ chuyện hôm nay, không biết gia tộc này sẽ nổi lên lửa giận đến cỡ nào. Trong phủ đệ Đông Lạc gia tộc, Đông Lạc Linh mang theo nước mắt trấn an Xích Tước ngủ thiếp đi. Nhưng thân thể của nó vẫn như trước, đôi lúc vẫn còn run rẩy. Mỗi lần chứng kiến cái bộ dạng Xích Tước run rẩy, Đông Lạc Linh trong mắt lại lộ ra sát cơ mãnh liệt. Ta nhất định phải tìm được đạo tạp quan kia, tìm được vật ấy, ta muốn đem nó vành thầy xé xác. Đông Lạc Linh nghiến răng nghiến lợi. Đêm này có lẽ sẽ là một đêm dài. Còn Minh Hạo thì đang khoanh chân ngồi ở trong phòng của một quán rượu trong thành. Sắc mặt của Minh Hạo rất là khó coi. Hắn thở dài một hồi lâu, đang lúc hắn muốn nhắm mắt ngồi xuống thì bỗng nhiên hai mắt của hắn mạnh mẽ mở ra. Ở trong phòng, hắn thấy anh Vũ đột nhiên xuất hiện. Toàn thân nó vẫn như cũ, lông vũ lẫn lộn, móng vuốt của nó đang ngoắt một cái lục lạc chuông bên trên do bị đóng biến thành. Vẻ mặt nó cuồng ngạo, sâu trong mắt của nó còn mang thêm một chút thỏa mãn cùng với đắc ý. Ngũ gia ta đã trở về rồi nè. Anh Vũ nghênh ngang đứng ở trên mặt bàn, hất cằm nhìn về phía của Minh Hạo. Thoải mái không? Minh Hạo trên mặt nhìn không ra cảm tình, nhàn nhạt mở miệng. Rất là thư thái á. Anh Vũ nghe xong những lời này lập tức thở sâu, thần sắc cuồng ngạo tán đi, mà chuyển biến thành vẻ mặt mang dư vị nhớ lại. Cái loại chim thằn một màu này, ngũ gia ta trước đây đã thử qua rất là nhiều màu sắc, đến cả lão tổ phượng hoàng của chúng năm đó cũng bị ta thử qua rồi, vì chỉ có cái màu đỏ này là chưa thử qua. Quả thật không tệ, không tệ ha. Anh Vũ cảm khái mở miệng. Người biết một khi mà bị phát hiện ra, chúng ta sẽ rước lấy bao nhiêu phiền toái không hả? Minh Hạo nhàn nhạt mở miệng. Sợ cái gì chứ? Tên ngũ gia ta được suốt đời, ngũ gia vừa ra ai dám tranh phòng hả? Bọn hắn dám chiều chọc ta, ta giết chết bọn chúng. Ta đối phó với con chim to như vậy còn được, huống gì thì đối phó với bọn chuột nhắt đó chứ.
Anh Vũ ngạo nghễ ngẩng đầu, lần nữa tản ra một bộ khí thế thiên địa duy ngã độc tôn. Ta nói cho người biết, cái con chim là phải khí thế, làm người cũng phải có khí thế như vậy á. Khí thế kia rất là mấu chốt, ta lại có nghĩa vụ trợ giúp người, đến đây cùng ta hô vang nào. Ngày cầm cái đạo đất, ngày quá là tà ác, đổ quá con chim tà ác như người là sứ mạng cả đời của ta. Trên lục lạc chuông ở mắt cá của anh Vũ lộ ra gương mặt của bị đóng, nghiêm túc nói: Người cầm miệng, con em nhà ngươi lần đó chuyện tốt cái loại này ngươi chưa từng cùng ta làm qua sao chứ? Năm đó cái con tình không viên hậu kia ta mang hay không mang ngươi? Còn có cái con quả phượng hoàng kia nữa ta mang hay không mang ngươi? Còn có trong tình hải có con cá mọc lông rất là lớn, còn có con hổ kia ở ngọn núi thứ 8, còn có đại kim long kia, ngươi đều quên hết rồi hắn. Anh Vũ cúi đầu, giọng nói mang theo sự khinh thường hướng về phía của bị đóng. Hey, lão phu ta là bị bắt buộc á. Bị đóng chần chừ một chút, cắn răng nói ra. Minh Hào ở một bên trầm mặt, hắn vốn định đối với sự tình ngày hôm nay là có một cái gì đó, nhưng giờ phút này nghe được anh Vũ nói ra một chút ít chiến tích năm đó, hắn bỗng nhiên không còn có lời nào để nói nữa rồi. Hắn thở dài, lắc đầu không hề để ý tới mà nhắm mắt ngồi xuống. Một bên không có chuyện gì xảy ra, Đông Lạc gia tộc dùng toàn bộ lực lượng, thậm chí còn vận dụng chí bảo trong tộc, triển khai thần thức dò xét trong nội thành từng góc từng chỗ, nhưng như cũ là vẫn không có thu hoạch gì. Cuộc điều tra này đã kéo dài suốt 3 ngày mới dần dần tiêu tán. Mạnh Hạo trong 3 ngày này đã ra ngoài 2 lần. Mỗi lần anh Vũ đều đứng ở trên vai của hắn, mang vẻ cao ngạo ngạo nghễ theo Mạnh Hạo nhìn vào trong thành. Thậm chí có mấy lần khi đi ngang qua tộc nhân của Đông Lạc gia tộc, bọn họ còn sinh ra hoài nghi với tên anh Vũ thoạt nhìn có chút xấu xí này. Hắn không cần lo lắng, loại chuyện này Ngũ gia ta đã làm khá là nhiều lần rồi, cho tới bây giờ vẫn còn chưa có bị bắt tại chẳng á. Hôm nay với tu sĩ mới chỉ truyền lưu truyền thuyết của Ngũ gia ta mà chưa có ai chính thức từng thấy qua ta cả. Anh Vũ ngạo nghễ mở miệng. Minh Hạo trầm mặt. Hai lần ra ngoài, Minh Hạo tìm kiếm thông tin về những vật phẩm sẽ xuất hiện tại đấu giá hội được tổ chức ở nơi đây 10 ngày sau. Ở đấu giá hội đích thật sẽ xuất hiện một ít dược thảo, trong đó có 10 gốc linh lan diệp. Về phần giá cả, Mạnh Hạo cũng hỏi thăm một chút. Loại linh thảo này cách vài năm đều có bán ra, giá cả ước chừng trên dưới 1 vạn linh thạch. Trên người Mạnh Hạo linh thạch cũng không còn nhiều. Trong túi chứa vật của Quý Hồng Đông, ngoại trừ cực phẩm linh thạch ra thì chỉ còn khoảng một chút linh thạch rải rác, số lượng ước chừng hơn 2 vạn, dùng để phục chế đan dược còn không đủ, nhưng mua sắm linh lan diệp thì lại dư xài. Cho đến hoàng hôn ngày thứ 4, Minh Hạo khoanh chân ngồi xuống ở trong phòng. Hắn mở mắt ra, thở dài. Hắn biết rõ viền tối rốt cục cũng đã đến. Việc này lúc trước hắn cũng nhìn ra được sơ hở, biết sẽ không thể giấu được. Giờ phút này hắn ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng. Không bao lâu sau, cửa phòng của hắn oanh lên một tiếng, bị người từ bên ngoài trực tiếp đánh nát bấy, vô số mảnh vỡ từ cửa cuốn vào trong ốc xá. Đã kết thúc tập 90, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Góc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 91 của bộ truyện Ngã Dục Phùng Thiền của tác giả Nhĩ Căn nhé.